Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Ireland Michael Higgin nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng gặp Tổng thống trong chuyến thăm nhà nước tới Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ireland phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Ireland đã cung cấp ODA cho Việt Nam. Các dự án do Ireland tài trợ đã và đang được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thời gian tới, với việc thông qua chiến lược quốc gia của Ireland về hợp tác phát triển với Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ireland tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong việc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, quản lý kinh tế vĩ mô và quản lý kinh doanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc tất cả các cấp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, công nghệ xanh, nông nghiệp và phát triển bền vững. Mong muốn Ngài Tổng thống và Quốc hội Ireland thúc đẩy EU sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam, tạo khuôn khổ thuận lợi, đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ireland trong thời gian tới. Vui mừng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm này, tạo khuôn khổ thuận lợi, triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ireland tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo chất lượng cao trong các lĩnh vực có thế mạnh của Ireland như tài chính, luật, công nghệ cao, hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục, tăng số lượng học bổng đại học và trên đại học cho Việt Nam. Khẳng định quan hệ quốc hội hai nước đã có sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như IPU, ASEAN. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc trao đổi đoàn giữa hai quốc hội còn nhiều hạn chế, mong muốn Ngài Tổng thống thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Nghị viện Ireland với Quốc hội Việt Nam thông qua các hình thức trao đổi đoàn cấp cao cũng như giữa các ủy ban chuyên trách và các nghị sĩ hai nước. Tổng thống Ireland Michael Higgin cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cơ quan lập pháp. Thông báo với Chủ tịch Quốc hội những kết quả tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Michael Higgin khẳng định Ireland luôn chú trọng và tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ. Tổng thống Michael Higgin tin tưởng chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết giữa Ireland và Việt Nam, đồng thời hai nước sẽ cùng chung tay hướng đến thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo thời gian tới.